chào. Bạn có ấn tượng gì về nghề phiên dịch? Cho xinh gái đẹp. Mình thấy tất cả các anh chị trên TV đều đầu tóc gọn gàng, quần là áo lượt, xinh dã man. Chào Quỳnh. Khi nói về phiên dịch viên thì bạn liên tưởng đến cái hình ảnh gì? Cái máy khâu. Mình nghĩ là phiên dịch chắc phải nói nhiều lắm, có khi còn gấp đôi người khác ấy. Nên chắc là cái miệng lúc nào hoạt động không ngừng nghỉ. Như là cái USB rung lượng khủng. Các chị với cả các anh phiên dịch viên phản xạ và nhớ nhanh mãi. Chắc là giống chiếc bánh kẹp hamburger. Bởi vì luôn là người ở giữa. Và bình thường không sao, nhưng mà lúc căng thẳng thì chắc là sẽ bị giằng co giữa các bên đấy. Chọn con tim hay là nghe lý trí? Em chào chị. Chị chào em. Nếu mà được chọn 3 từ để miêu tả về nghề phiên dịch thì chị chọn từ nào ạ? Bay như chim. Kể ra thì cũng sướng rồi đấy. Nhưng mà chỉ có mấy đứa bạn 30 tuổi rồi mà vẫn ế. Bách xà lách. Mình thấy các bạn phiên dịch được đi cùng các sếp, các cấp lãnh đạo trong mọi cuộc họp còn rất quan trọng. Mình thấy rất là đa tô. Chào em. Em chào chị ạ. Em đang là sinh viên năm mấy rồi? Em năm 3. Thế á. Em đã từng bao giờ đi phiên dịch chưa? Em chưa, nhưng mà em có người quen làm phiên dịch rồi chị ạ. Thế á. Thế nếu mà bây giờ được chọn 3 từ để nói về nghề phiên dịch thì em chọn 3 từ nào? 3 từ để em nghĩ là đa di năng chị ạ. Phiên dịch không chỉ là phiên dịch mà còn là các công việc khác, ví dụ như là hành chính văn phòng này, hoặc là trợ lý cho sếp này.